Ôi chào quý anh em nha, có con yên của Superim đời 21 nha anh em. Đế nhựa. Con này anh em gắn rim Thái cũng được, gắn Super cũng được, gắn rim Trung Quốc cũng được. Thì con này tình trạng là đầy đủ bát yên, yên cao su, có hai con cao su này không biết rớt đâu mất tiêu rồi. Thì đấy chủ xe nó làm rớt mình cũng không biết nữa anh em. Đây Honda. Yên nha, yên này yên yên nha anh em. Yên theo xe nhưng mà yên mới nha. Yên theo xe nè. Đát là đát 2011 nè, yên mới đâu có yên Super này đâu anh em. Mới là cái đát nó hình như là không, hình như đâu không có mới rồi đó. Mới ghê lắm, nhìn ghê lắm, mới nhìn kinh lắm anh em. Nói chung là mình con yên mới Super mình cũng không nhớ nó sao đó, nhưng mà yên mới Super nó cũng đẹp nha, mới Super nó gớm lắm. Rồi yên bao xài cho anh em, dày lắm nha, yên này là cực kỳ dày luôn nha. Đó. Rồi da rất là đẹp, da đẹp dữ Honda nha. Đó. Thì con yên này đặt bán nhanh gọn cho anh em, tính cho anh em 400 ngàn thôi nha, cả bát yên luôn, yên bát yên đầy đủ nhún êm nha anh em, đúng yên zin ha, mút nè. Rồi thì anh em nào lấy thì liên hệ mình nha, một cái duy nhất nha anh em, 400 ngàn thôi. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha.